Đây là con diều cái mẫu 2 mét nha. Cái bụng này là cái bụng bầu nè. Cái bụng bầu mấy lần trước mình làm thì nhiều cái đơn hàng mấy anh em đặt á, là người ta sẽ chọn, có anh em thì sẽ chọn con diều là cái bụng bầu nha. Còn những có một số anh thì kêu là cái bụng nó phải nhỏ, cánh nó phải cắt. Thì không biết đây có phải là cánh cắt hay không nha. Mình bụng thì mình đã chỉnh đây rồi nè, nhỏ hơn rồi nè. Nhưng mà cái cánh nè là nó sẽ có cái phần cong hơn nè. Đó, nó phần cong hơn, cong hơn so với con diều này nha. Thì cũng là form 2 mét thôi, nhưng mà cái này á, là cái dạng cái loại mà cái bụng của nó nhỏ, nó nhỏ hơn cái bụng con này nha. Nhưng mà nang vẫn là nang của cái con diều 2 mét đút vô rồi. À, chị Dung xuất qua đây đi cho đừng nắng này. Ừ đó, bây giờ để so sánh cho mấy anh em coi hai cái bụng diều. Để nhiều anh á, thì người ta chọn, người ta sẽ chọn con diều có cái bụng to, có một số người ta sẽ chọn cái bụng nhỏ. Thì đây nè, nó vẫn là 2 mét nha. Đó, mình để gần lại cho mấy anh em coi nha. Đây, đây. Bụng ở trên nó sẽ là bụng bầu nè, ở dưới thì sẽ là cái bụng nhỏ hơn đó. Anh em coi thử coi, nếu mà phải cái con này mà 2 mét này mà mình làm con dơi luôn thì anh em sẽ dễ so sánh hơn nha. Còn nếu mà con dơi ở dưới này thì nó sẽ hơi khó, nhưng mà thực sự là cái bụng của nó đã nhỏ hơn rất là nhiều rồi. Em lấy xuống đo cho mấy anh em coi nè. Anh em thấy không nè, bây giờ mình để cái điểm ở dưới này bằng ha, ở trên nè nó nhỏ hơn rất là nhiều nha anh em. Đây là con diều dơi, nó nhỏ hơn đồng nghĩa với việc là sao, nó sẽ nhẹ hơn. Mình sử dụng cái bộ khung của nó là một cái cây cái liền thôi. Cây này rất là dày nha, cây rất là dày luôn, đảm bảo với anh em là chắc chắn rồi. Chế độ chắc chắn thì anh em khỏi phải lo, tại vì hàng bên mình là bảo hành hết. Mấy con lần trước là mình dùng cây gôn này ha, bách hàng đồ các thứ, thì nó so với con diều 2 mét thì nó mang cho mình những thứ này thì nó sẽ nặng quá. Nhưng mà mình vẫn làm nha, anh em nào kêu mình làm diều bụng bầu thì mình sẽ làm cái form này. Còn mà làm cái bụng nhỏ hơn á, cái cánh nhọn hơn á, thì mình sẽ làm cái form này nha anh em. Đây là cái form cũng là 2 mét thôi. Đó, đây là con dơi 2 mét ha. Con này thì nó rất là nhẹ rồi. Bữa nay mình sẽ đi giật con diều này luôn. Gió thì không đều, không biết là có giật được không, nhưng mà cố gắng để coi giật được. Tại vì mấy con diều này á, thì nó rất là nhẹ nhàng luôn. Mình chỉ cần có hướng gió mình giật cái là nó lên thôi anh em. Còn ông này thì hơi khó nè. Ông này cũng giật được, nhưng mà phải có gió với lại có phản chống nha. Còn con này thì chiều nay mình sẽ đi thử con này. Con này là con dơi 2 mét mà phải gọi là nó nhẹ lắm. Con này cực nhẹ luôn. Tại vì anh em coi nè, nang, khung cái đồ này kia ha. Đó, làm nhẹ nhưng mà chắc chắn lắm nha anh em. Khỏi lo về phần chất lượng của nó luôn. Tại vì làm bảo hành mà phải làm kỹ mới được. Quay mặt trước cho mấy anh em coi nha. Hình như là con diều này làm cho anh ở Lâm Đồng hay sao á, để chiều vô mình coi lại. Thì trước tiên là mình phải đi thả thử, nếu mà ra ngoài kia mà gió ổn á thì giật nó bay luôn nha. Còn không ổn thì dùng tiệt chiêu cuối là nhờ chị Dung cầm nha anh em. Lâu lâu muốn giật nhiều cho mấy anh em coi, nhưng mà ở đây gió không có ủng hộ mình nè, mình bị phước gió dứ anh em, rất là khó giật. Bên đây có hàng cây nó dày quá, gió tới đó nó bị phước lại, mình phải bắt gió trên. Mà bây giờ bắt gió trên thì lại vướng dây điện bên đây, nó hơi khó chút xíu nha, nên là nhờ chị Dung cầm cho nhanh anh em ơi. Kéo một cái lên rất là nhẹ luôn anh em đó, lên xong mình xả dây thôi. Tại vì mình không có gió, mình bị phước gió, nó khó giật. Khúc này nó hơi lắc nha. Rồi, chị Dung tới rồi, nhờ chị Dung cầm giùm thôi. Nè, Dung cầm giùm máy, xả dây cho mấy anh em coi chị Dung. Con này 2 mét, mình làm cái form nhỏ nhìn đẹp lắm anh em. Mấy anh em để lại bình luận ngay đúng vậy nha. Tại vì có nhiều anh thì thích con diều, mình nói cái bụng nó phải nhỏ. Đó, mình cũng cố gắng mình làm thêm khung, làm thêm cái khuôn á. Cánh nó hơi cong.
chiều lên được. Nhưng mà kéo thì lên thẳng nha anh em. Bay thì anh em thấy rồi. Bay khá ngon á. Đó. Mình nghĩ là nó bị gió cho nên nó hơi lắc lắc nè. Thì gió đang kém. Lúc thì gió tới nhanh lắm, lúc thì mất tiêu gió à. Đây, khi mà trên căng gió thì nó sẽ như thế này nè anh em. Bây giờ mình nó sẽ đứng như vậy ha. Đang đầu dây nó đi lên không được. Buông dây ra là nó chạy nè anh em thấy không? Nhẹ lắm. Cho anh em coi nè. Cận cảnh gì mình đang bay ở trên nha. 2 mét phơm nhỏ nha anh em. Khá là đẹp luôn á. Trời ơi, yếu hết gió nữa rồi kìa. Đây. Đó, cây im lìm nữa này. Mỗi lần mà gió yếu là vừa nó đi lắc là sao ta? Nó lắc nó gớt luôn kìa anh em. Đâu rồi. Lắc nó gớt luôn. Bây giờ là vòng vòng mình là hết gió luôn anh em. Cái cây là hết gió luôn, trên còn tí gió trên kìa. Nhìn dây, thả dây thêm cho nó bay lên cao tí nữa cho anh em coi nha. Đó, anh em thấy không? Khi mà con dìa mình nó đủ gió nè. Ở trên đủ gió là nó sẽ đứng im mà. Chắc cái này mình nghĩ là nó hơi lắc lắc là do cái gió đó 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 đó, thấy không? Gió nè, dây nó dùng lại là bắt đầu là nó lắc nè. Lắc kiểu như nó muốn gớt đó mấy anh em. Chắc là vậy rồi chứ không phải do con diều mình may bụng nhỏ đâu ha. Nè, lúc mà căng gió mà nó căng dây á thì nó sẽ không bị lắc. Đó anh em thấy không? Nó căng lên ở trên có gió là nó không bị gì hết. Chứ nhiều khi làm cái bụng bầu quá thì mấy anh em cũng không chịu ha. Bây giờ là có một giải pháp tiếp theo cho mấy anh em, đó là ai muốn làm bụng bầu thì mình làm bụng bầu, còn mà làm bụng hơi nhỏ thì mình làm nhỏ hơn tí nha. Hôm nay gọi là review ngắn ngắn thôi nha anh em. Bây giờ đi về thôi, nắng lên rồi, chào tạm biệt anh em nha.